trong phim Lật Mặt phần 4 này các bạn sẽ thấy một cái cây cổ thụ rất là to như thế này, gốc nó to nữa, cao là hơn 20 mét ngã đổ. Để thực hiện cái cảnh đó thì Lý Hải muốn rằng phải thật 100%, chứ nếu như mà vẽ thì có thể nó sẽ bị hơi ảo ảo một điều gì đó. Để thực hiện cái cảnh đó thì đầu tiên là phải đi mua một cái gốc cây cổ thụ thật lớn và đem cẩu từ nguyên gốc cây cổ thụ đó đó đem về, mà người ta nói là cứ mừng tha củi về rừng đó, bởi vì bối cảnh Lý Hải nằm trong rừng đó, bắt đầu mình phải tha nguyên một cái gốc cây cổ thụ đó. Nó cũng tương đối không có dài lắm đâu, nó trên khoảng mấy mét thôi, 3-4-5 mét, cộng thêm một cái gốc cổ thụ rất là to, cẩu về đó và đào và chôn lại trồng như thật đó để thử. Sau xuôi bắt đầu khi mà mô hình đó ok, bắt đầu Lý Hải cho nằm xuống theo đúng cái, cho ngã xuống theo đúng cái dự định là nó sẽ ngã ra trong phim của mình, và tập tất cả mọi người đập vật là làm sao để cho cái cây nó ngã. Rồi khi mà có cảnh mà diễn viên đi ra đó sẽ bị đè, và để đảm bảo an toàn cho diễn viên thì phải có một làm nguyên cái bệ chặn. Ví dụ như bây giờ cái cây nó ngã xuống tới đây thôi chứ nó không thể nào xuống nữa, sẽ đè diễn viên của mình. Nếu như trong cái bối cảnh phim thì chỉ có một cái cây ngã không thì ekip diễn viên đã tốn biết bao nhiêu người để chuẩn bị và làm được cái shot đó, là điều Lý Hải phải điều cái cự cẩu á, nó nhả cái cáp như thế nào, rồi cascader phải chịu cái cây nó ngã đúng hướng, không kể lệch qua nó sập nhà hoặc là lệch ra ngoài này cũng không được, mà phải lệch đúng hướng, không được xê dịch, là phải mấy chục con người phải chịu cái thân cây đó như thế nào. Tiếp đó nữa là cái bối cảnh đó là cảnh trời mưa trời gió, để tạo hiệu ứng được cái gió thổi thì chúng ta không thể nào xài một cái quạt như thế này mà thổi, thì các bạn chỉ có cảnh đó là cảnh toàn động ở trong rừng thì nó chỉ quạt cái lá cây nó bay nhẹ nhẹ trên cái vùng đó thôi. Thế là Lý Hải phải thuê mười mấy cái loại quạt lớn to đùng như thế này, quạt vừa dưới đất, cỏ, lá cây, bụi bay kết hợp thổi lên trên những cái tán cây xung quanh của mình quay nó, để tạo thành một cái hiệu ứng là trời gió và trời chuyển mưa bão thật sự, và kết hợp với cái việc là phun mưa ở trong bối cảnh đó. Bạn cứ tưởng tượng là rất là khó và cực kỳ rất là phức tạp để thực hiện cái bối cảnh đó. Đủ đơn giản như để thực hiện cái bối cảnh nó lên TV khoảng chừng bao nhiêu giây hoặc bao nhiêu phút thì hàng trăm con người để thực hiện một bối cảnh hoành tráng như thế.